là thương hiệu thời trang áo cưới cao cấp đến từ Nhật Bản và được thành lập từ năm 2013. Đến nay thì đã là 10 năm rồi, và tất cả chúng ta thì chắc hẳn là đều đồng ý là bất kỳ trong cái sự nghiệp nào của mỗi người á, thì cái cột mốc 10 năm là một trong những cột mốc vô cùng quan trọng và vô cùng ý nghĩa. Cái thời gian 10 năm nó đủ dài để chúng ta bắt đầu nhìn lại cái hành trình của mình, để coi là mình đã trưởng thành được bao nhiêu và chúng ta liệu có cần những cái bước chuyển mình hay không. Nên thay mặt cho thương hiệu Hai Chiếc ngày hôm nay, mình cho xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách quý. Bởi vì chúng tôi biết rằng là hôm nay là một buổi tối của một ngày trong tuần mà tất cả chúng ta thì đều rất bận rộn. Nhưng cảm ơn với tất cả các khách quý vì mọi người đã dành thời gian đến đây để cùng chia vui với một cái ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa này với thương hiệu Hai Chiếc. Xin được gửi lời tất cả quý vị một lời trân trọng. Cảm ơn ạ. Ngoài cái ý nghĩa về việc kỷ niệm 10 năm ra, thì như mình cho đã chia sẻ là tất cả mọi người đều thấy hàng front row chúng ta đều là những nghệ sĩ được rất nhiều khán giả yêu quý, và chắc hẳn là tất cả ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chia vui cùng với một người em, một người chị, một người đồng nghiệp của mình. Tại vì ngày hôm nay cô ấy có một cái sự kiện đặc biệt. Cô ấy là một cô gái đã oanh tạc rất nhiều các sàn diễn thời trang, và chắc hẳn là chúng ta nếu mà ngày hôm nay đến để xem cô gái oanh tạc sàn diễn thời trang một lần nữa thì phải có một lý do vô cùng đặc biệt khác. Thì ngày hôm nay, ngoài việc chúng ta gọi là siêu mẫu Lan Quê ra, chúng ta rất trân trọng hôm nay cho tôi được giới thiệu người chị của mình là nhà thiết kế thời trang Lan Quê. Và để chia sẻ một việc vô cùng đặc biệt thì hôm nay thì chắc hẳn là chúng ta sẽ không quên cảm ơn đến những cái thực hiện chương trình. Tiếp là chúng ta nhìn thấy cái tên của những người sản xuất chương trình ngày hôm nay, nó gọi là một cái sự bảo chứng, người ta hay gọi là giống như là cái tên để mà bán vé đó mọi người. Tại vì thật sự là tất cả những người anh mà Châu sắp sửa giới thiệu ra đây đều là những người để bảo chứng rằng tất cả những người nghệ sĩ khi mà quay được làm show, chúng ta thấy được cái tên của người đạo diễn này đều có rất là yên tâm. Và trong phút này để chúng ta cảm ơn tất cả những anh chị đã thực hiện chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là một người anh mà không chắc là tình trạng này thì anh cũng không có nghe được cái tiếng cổ tay của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải tri ân thôi, tại vì anh ấy đang tất bật đâu đó để hoàn thiện cho cái sự chỉnh chu của mình. Xin được một gửi lời cảm ơn trong vỗ tay cho tổng đạo diễn của chúng ta, đạo diễn Trần Thành Trung. Và tiếp theo, một người thầy, một người anh trong nghề mà khi mà chúng ta nói đến sàn Vân Quay thì chắc hẳn là cái vị trí này là một vị trí mà tất cả mọi người đều rất là tin tưởng khi mà giao đến. Tại vì người thầy này sẽ luôn có những bài đi khép quốc, những tuyến đi đẳng cấp và dẫn bài cho mọi người mà bị nhàm chán cả. Một chào bắt tay cho đạo diễn khép quốc Nguyễn Hưng Phúc. Người trong nghề, một người luôn ở trong vị trí stylist và anh ấy phải đứng sau rất là nhiều thành công. Ngày hôm nay anh ấy xuất hiện trong một vai trò khác, và tôi tin rằng là vai trò này cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị. Giám đốc sáng tạo Travis Quyền. Và đầu tiên chúng ta sẽ không thể quên dành chào bó tay cho hai nhân vật là linh hồn của show diễn ngày hôm nay, Trà Linh và nhà thiết kế Lan Quê. Vượt hội trường và ổn định chỗ ngồi để show diễn được diễn ra thành công và tốt đẹp. Và thưa quý vị, đêm diễn kỷ niệm 10 năm, Hai Chiếc kết hợp cùng với siêu mẫu hoa hậu Lan Quê, quy tụ ngôi sao châu Á Mai Tamika cùng với nhạc sao Việt hàng đầu trong showbiz Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Minh Tú, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Lệ Hằng cùng với hơn 400 khách mời VIP. Và đêm diễn ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chuyên nghiệp, tổng đạo diễn Trần Thành Trung, đạo diễn các quốc Nguyễn Hưng Phúc, giám đốc sáng tạo Travis Nguyễn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một đêm xem show diễn thật là mạnh mẽ, và hy vọng là chúng ta sẽ thành công và thực hiện rất là nhiều sự ưu tiên của quý vị, Thank you.
Kính mời đơn vị tài trợ đại diện Audi Việt Nam, đại diện Tyson The Beatles và kim cương được chứng nhận bởi ZA Certified Diamonds. Xin trân trọng kính mời đại diện kim cương chất. Xin trân trọng kính mời đại diện ekip quân quỹ Bule Makeup Academy. Xin trân trọng kính mời xin trân trọng kính mời đại diện của đơn vị hỗ trợ địa điểm Vinpearl Landmark 81 Ultra. Xin trân trọng kính mời đơn vị đồng hành đại diện đến từ TikTok, đại diện đến từ Joy Photography. Xin trân trọng kính mời đại diện đến từ Dream Wedding.